Đây là những con bò sữa đang mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân vùng lúa Cát Tiên sau khi địa phương này triển khai thực hiện đề án phát triển bò sữa trên địa bàn tỉnh kể từ năm 2022. Và trong năm nay thì mục tiêu huyện Cát Tiên sẽ phấn đấu tăng đàn bò sữa đạt gần 1.000 con, trong đó đàn bò khai thác sữa đạt 500 con. Và để tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng người chăn nuôi bò sữa, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên vừa phê duyệt kế hoạch hỗ trợ máy vắt sữa và bình đựng sữa cho các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện năm 2024. Tổng kinh phí được phê duyệt là hơn 720 triệu đồng, trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ hơn 366 triệu đồng, nông dân đối ứng 50%. Cụ thể, kinh phí hỗ trợ cho 12 hộ chăn nuôi bò sữa thuộc 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện Cát Tiên, Đức Phổ 1 hộ, Gia Viễn 1 hộ, Nam Ninh 2 hộ, Tiên Hoàng 1 hộ, Quảng Ngãi 2 hộ, thị trấn Cát Tiên 3 hộ và thị trấn Phước Cát 2 hộ. Quy mô hỗ trợ đợt này là 15 máy vắt sữa và 77 bình đựng sữa. Được biết, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên vừa đề nghị tập đoàn TH, công ty cổ phần thực phẩm sữa TH và công ty cổ phần sữa Đà Lạt quan tâm tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trả chậm 50% kinh phí mua giống bò sữa cho nông dân để tạo điều kiện cho nông dân huyện Cát Tiên phát triển chăn nuôi bò sữa, đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho cán bộ khuyến nông và nông dân trong chăm sóc đàn bò sinh sản, chế độ dinh dưỡng và phối giống cho đàn bò.